Vâng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một trò chơi kỹ năng cổ điển thật là vui nhộn luôn nha. Mình sẽ lấy ra 13 lá bài ở nước cơ. Nước cơ thì sáng dễ nhìn hơn nha. À, trước tiên đến với trò chơi này chúng ta phải thao tác như thế nào? Trò chơi này thì có bài vè, thuộc bài vè chúng ta mới có thể sắp được, còn nếu không thuộc bài vè thì khó có thể mà mò ra được đó cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ sắp bài trước và tiếp tục kết quả như thế nào sẽ ở cuối video nha. Một thằng già 75 tuổi cưới một con đầm 92 tuổi. Các bạn nhớ là vợ lớn hơn chồng là 17 tuổi nha, để dễ nhớ đoạn đầu của cách số bài. Qua 13 năm sau, tức là năm 68, sinh ra được thằng Bồi 4 tuổi. Vâng, mình sẽ nhắc lại cho các bạn một lần nữa để dễ nhớ nha. Là một thằng già 75 tuổi cưới một con đầm 92 tuổi, qua 13 năm sau, tức là năm 68, sinh ra thằng Bồi 4 tuổi. Vâng, và sau đây sẽ cho ra một kết quả của bài vè thật là thú vị nha các bạn. M ô mô tờ 1 nặng 1, H a ha y 2, B a 3, B ô bô anh n bôn sắc 4, N A Ná M 5, S A Sa U Sao Sắc 6, B A Ba Y Cờ Gích Bê Hỏi 7, T A Ta M Tam Sắc 8, Chờ Y Chi Anh Hát Dinh Sắc 9, mà ư mư ơ mơ y mươi quyền 10, bà ô bô y bôi quyền bồi, đờ ớ đớ em mà đâm quyền đầm.